Chào cả nhà thân yêu. Hello, chào cả nhà. Rất vui được gặp lại cả nhà trong video hôm nay của Trúc Phương nha. Cả nhà ơi, lâu lắm rồi vì Phương với mẹ Phương không có ra ngoài đồng này lặn mình kéo lưới. Kể từ khi mà nước ngập lên á, cả nhà, nước nó cao quá luôn, không có đi, mình không có đi ấp mé kéo lưới gì được trơn á. Nay chỗ quê Phương nước bắt đầu giật xuống nhiều rồi. Phương với mẹ Phương xách tay lưới nè cả nhà. À, xách cái tay lưới à, ngâm dưới nước bởi vì nó đang thui à. Mình xách cái tay lưới mình đi ốp dài dài theo mấy cái mé rau muống này nè cả nhà, dài dài gì nè, kiếm mà ít con tép rồi về đang mình ăn. Lâu lắm rồi Phương không có bắt tép để đãi cả nhà, hôm nay kiếm ít con tép đồng rồi đãi cả nhà nha. Dạ, giờ thì mời cả nhà cùng xem Phương và mẹ Phương mình đi ra đồng mình kéo lưới hôm nay nha. Đi quá xa chỗ này luôn. Đâu đâu đem đây. Đây căn nhà ơi. Chỗ nhà. Đây căn nhà ơi. Nè căn nhà. Các con một con lươn. Một con lươn nữa kìa. Con lươn để con đổ ra heo cho cả nhà xem. Rồi tép nè. Tép đồng nữa căn nhà. Tép đồng này nó kịp xuống này, tép đồng. Con này là nhỏ rồi đó. Cái thang này tép đồng to lắm cả nhà ơi. Các con tép quá chú. Tép chấu luôn ha. Tao còn có anh ta kêu tép chấu. Đó cả nhà hả nhà. Giờ mình lắp từ dài qua phía bên đó nha cả nhà. Rồi đi. Đi quắn lưới bỏ gỗ lên đi nha. Bỏ gỗ úp nó lại. Wow. Ôi.
Nhìn mấy con tép nè cả nhà. Cái con phi nữa nè cả nhà. Ôi. Con phi nè, ôi ôi. Hết biết nơi nữa rồi cả nhà. Tép to đùng không à. Đây một con phi. Đây là một con cá nè, con phi nữa nè. Tép nè. Đây con chôm chôm. Con chôm chôm đó cả nhà. Rồi. Đó cả nhà ơi. Rồi bây giờ mình đi tiếp tục nữa nha cả nhà. Đây bây giờ mình sẽ đi lại cái cục đằng trước cả nhà. Đó, ở phía đằng trước có một cục đó cả nhà. Bên đây nè, phía bên tay phải của Phương nè. Mình lại đó nha. Đây cả nhà ơi. Có mé mà cả nhà vậy nè cả nhà. Đây cái thao của mình. Bỏ vô thao. Cái thao của mình đấy vậy. Đây đó nè. Lửa ra. Đó cả nhà ơi. Ê thép. Ôi thép mạo quá trời nè mẹ. Thép này mời tôi dẫn đi. Mời đem dẫn ra đây đặt cả nhà ơi. Wow. Quả này mình nãy giờ nè cả nhà. Được 3 lứa được nhiêu đây nè cả nhà. Thép quá thép luôn. Đào quá vậy ta. Rồi xịt máu nữa. Ở đâu? Cây nổ hả? Đó đó cả nhà. Mình vô trong ngực cho khúc cái nổ. Trong xanh hay mơ muốn nắng cũng nhờ nhau. Vì tổn thương đang quay kiếm trong tí ngay. Làm gì có một cái xác chết vậy ta? Cả nhà ơi, ở đây có một cái xác chết. Rồi. Nó có thể là cá nhiều quá nó cắn nhau. Không mời cả nhà ơi. Mình đi tới cây nổ và Phương chuẩn bị dụng cụ. Phương đặt camera phía dưới nước đây. Kéo. Kéo và Phương quay lại cho cả nhà xem. Ây da. Phương đang gắn cái điện thoại trên cây ba chân đó cả nhà. Ốp đâu mẹ? Ông ngoài đây ốp vô vậy? Ok. Đây cái nhà. Nhanh lên. Đi lên. Đi lên, dễ dàng quá.
lên tới trên đây luôn nè cả nhà. Ai cả nhà ơi, đợi, đợi, đợi. Chạy lên trên trên mẹ rồi kìa. Hello. Tép tép phải chờ tép. Bây giờ mình sẽ ốc bên đó nha cả nhà. Đó cả nhà ơi, giờ Hương với mẹ Hương sẽ ốc cục bên đó nha. Đây cả nhà ơi, cho cả nhà xem nè. Phương trả lại cái con mắt luôn, thấy đường luôn rồi cả nhà. Ê gồ, ê gồ, gồ. Thấy con cá ngoài nắng quá trả lại mắt, thấy đường. Đây nè, tiếp nhất cái chân. Lóc còn phần dài bên đây nè. Lóc luôn, hai đường con phi nữa nè. Dạ thao đi, dạ thao đi. Dạ thao đó. Tươi ngon. Tươi ngon luôn cả nhà. Tươi rối luôn. Đó đó, rồi bỏ xuống đi. Đây cái nhà ơi. Vậy. Mấy cá nhỏ thả cho sống vài bữa lớn lên mình nó bắt. Có cái sặc nhỏ này cả nhà. Ôi con con phi nhỏ nè. Con phi nhỏ mình thả lên, thả cái thứ nó nhỏ lên. Đi đây. Con bơi đi. Ai gơ 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 gơ. Gỡ rồi. Gỡ. Hả? Gỡ đây nè. Được nhiêu đây nè cả nhà. Nhà coi nè. À. Nước giờ được nhiêu đó đó cả nhà. Nay thì Phương xin phép cả nhà dừng video đây nha. Hẹn cả nhà vào những video kế tiếp nha. Cả nhà cho hai mẹ con chúc Phương xin một lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho hai mẹ con nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.